ra đi mang theo ngậm ngùi. Có anh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mắt ngàn tình người. Hương quê hương điều linh đoà đầy yêu không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông có phải câu thề. Trời biển xanh hàng quê hương ta đó bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Miền Nam mời bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà. Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 12 tháng 9 năm 2020, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Chào cô, Nam Phương thân mến, thưa cô. Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay trời lạnh, chú có khỏe không? Chưa lạnh lắm, nhưng mà tôi thấy cô được đi nghỉ với gia đình, trở lại làm việc có vẻ vui vẻ, tươi trẻ và phấn khởi hơn. Thưa cô, ngày hôm nay sau một ngày, tôi muốn nhắc đến cách đây 19 năm ngày 11 tháng 9 năm 2001. Những phần tử khủng bố của quân Al-Qaeda đã chiếm và điều khiển 3 chiếc phi cơ, rồi bay đâm vào tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Và một chiếc đã đâm vào lầu của cơ quan quân đội Hoa Kỳ, ngũ giác đài. Chiếc thứ tư rơi ở ngoài tiểu bang Pennsylvania. Sự kiện kinh hoàng này đã cướp đi tính mạng của 3.000 người và hơn 6.000 người bị thương tại Hoa Kỳ. 19 năm trôi qua, thưa cô, nhưng nỗi đau chưa hề nguôi. Đài Sài Gòn cũng như diễn đàn tiếng nói tự do, chúng tôi gửi lời và chia buồn với những gia đình có những người quá cố đã mất trong vụ 9/11 năm 2001. Và đi gần đi xa hơn một chút nữa, ở phía bên kia nửa vòng trái đất, tại Việt Nam, cách đây 9 tháng, cảnh sát cơ động công an đã tấn công vào một nhà một người công dân, một người đảng viên của mình 58 năm tuổi đảng, vào lúc 4 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Bắn chết ông cụ già Lê Đình Kình tại phòng ngủ và bắt đi 20 người. Đồng thời, vụ này cũng gây ra 3 cái chết cho cảnh sát cơ động theo như nhà nước công bố. Thưa cô Nam Phương, bên Hoa Kỳ, quân khủng bố đến từ một quốc gia khác gây chết chóc cho nước này. Còn tại Việt Nam, chính những người cầm quyền khủng bố giết hại dân mình. Tháng 9 năm 1945 cướp chính quyền, giết dân. Tháng 9 năm 2020 cướp bếp của dân và giết dân. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình với tôi về điều suy nghĩ này. Thì bên phía bên này biển, thành phố Dallas, tiểu bang Texas, xin gửi lời chào đến ứng cử viên Quốc hội Lê Trọng Hùng. Thưa nếu anh Lê Trọng Hùng nghe được tôi. Vâng, cảm ơn anh. Và tôi xin gửi lời chào đến tất cả các quý khán thính giả của quý đài BTS ở Dallas. Vâng, tôi nghe rất rõ.
Tôi biết đến Lê Trọng Hùng nhiều lý do, nhiều điều hay lắm. Nhưng cũng có nhiều người đang theo dõi chương trình này phát thanh đi toàn cầu chưa biết đến ứng cử viên Quốc hội Lê Trọng Hùng là ai. Ông nói một đôi dòng về ông được không, thưa anh Lê Trọng Hùng? Dạ vâng, cảm ơn anh, cảm ơn quý đài và cảm ơn tất cả các quý khán thính giả của đài phát thanh và truyền hình của BTS. Vâng, tôi là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi tên là Lê Trọng Hùng, hiện nay tôi đang cư trú tại nhà 9A ngách 59 ngõ 325 đường Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi có một cái lịch sử công việc cũng khá là thú vị. Tôi trước đây vốn là một giáo viên đi dạy học được khoảng 16 năm. Thì tôi từ bỏ nghề vì theo tiếng gọi chống tham nhũng, tôi đã bỏ nghề và chống tham nhũng. Thực ra nói chính xác là tôi chống tham nhũng, và để chống tham nhũng được hiệu quả thì tôi sẽ bỏ nghề để chiến thắng trong cái cuộc chiến đó. Và sau đó thì tôi thấy rằng cái cuộc chống tham nhũng đó là một cái trò rất vô vọng. Và từ đó tôi đã học, từ cái việc là học là một thầy giáo, tôi đã học chuyển sang làm nghề làm báo tự do. Và khi làm báo tự do thì tôi làm một cái công việc đặc biệt, đó là tôi phổ biến cái chủ nghĩa lập hiến đã được sinh ra tại Hoa Kỳ cách đây 233 năm, do những người cha lập quốc của Hoa Kỳ hiện thực hóa cái chủ nghĩa lập hiến đó. Và tôi làm công việc đó bằng cách trao bản hiến pháp cho đến mỗi người dân của đất nước mình. Cho đến hôm nay tôi đã trao được 7.500 cuốn, và trong nhà còn 720 cuốn nữa vừa mới mua về, và tôi sẽ tiếp tục trao tặng những cuốn hiến pháp đó, là trao tặng đi cái tinh thần hợp hiến, cái tinh thần của chủ nghĩa hợp hiến đến cho người dân trên cả đất nước. Và trong quá trình đó tôi nhận thấy rằng người dân thiếu hiểu biết về hiến pháp và pháp luật, không chỉ là cầm nó lên tay mà cần phải làm mẫu cho người ta. Và một trong những quyền của công dân được hiến định trong bản hiến pháp đó là quyền tham chính, và tôi đã thực hiện từng cái điều, thực thi từng điều trong hiến pháp. Và từ quyền giám sát cách đây 4 năm tôi đã triển khai cái quyền giám sát, và đến nay trên cả đất nước Việt Nam chúng ta, người dân đã biết dơ máy điện thoại, dơ chiếc smartphone lên để quay phim, để live stream những cái hành động cư xử của cơ quan nhà nước, của các nhân viên nhà nước với người dân để giám sát họ. Và tiếp tục thì tôi thực hiện cái quyền tự do báo chí của mình, mở ra cái đài truyền hình CTV là tổng đài TV bây giờ. Và bây giờ tiếp tục thực hiện cái quyền hiến định nữa trong hiến pháp, đó là quyền tham chính. Và đó chính là lý do mà anh vừa đặt câu hỏi với tôi, đó chính là tại sao tôi lại tranh cử đại biểu quốc hội, hay là cái lịch sử tranh cử đại biểu quốc hội là gì. Có nghĩa là tôi đang muốn sẽ thực hóa cái điều 27 của hiến pháp, đó là quyền tham chính của người dân. Công dân có quyền đủ 21 tuổi trở lên có quyền tranh cử đại biểu quốc hội, quyền ứng cử đại biểu quốc hội. Ứng cử thì nó mới chỉ là pháp lý, tôi dùng cái từ chính xác hơn là tranh cử. Và tôi thực hiện quyền đó theo hiến pháp quy định. Cảm ơn anh ạ. Tôi rất vui được nói chuyện với thầy giáo Lê Trọng Hùng. Thưa thầy, tôi có nhiều bạn làm thầy lắm. Một trong những người mà tôi rất là trọng quý, ông ấy mới mất cách đây khoảng chừng đâu gần một năm, thầy Phạm Toàn, người dẫn nhóm Cánh Buồm. Nhiều các em bằng tuổi anh Lê Trọng Hùng bây giờ vẫn đang trong nhóm Cánh Buồm, nhưng Cánh Buồm không còn thuyền trưởng nữa anh. Anh có nhắc đến chữ tham nhũng là tôi thưa với anh Lê Trọng Hùng như thế này này. Chống tham nhũng là lấy tiền của người dân trả cho thằng tham nhũng chưa bị hối lộ, chưa bị lộ. Và tiền thằng tham nhũng đã bị lộ, nó chia đều cho tụi đang điều tra tham nhũng. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không thưa anh Lê Trọng Hùng? Vâng, cái vấn đề chống tham nhũng là cả một cái vấn đề nó phức tạp. Quan điểm của tôi là chống tham nhũng nó chỉ là những cái động tác khống chế qua quyết qua ngày thôi. Chứ còn bản chất chúng ta là một nhà nước hay là một nhà nước hợp hiến, một nhà nước thực sự, một chính quyền thực sự thì không phải chống tham nhũng mà là phải đi giải quyết dứt điểm cái vấn đề tham nhũng. Có nghĩa là đi giải quyết tận gốc vấn đề tham nhũng chứ không phải đi chống. Chống ở chỗ này thì nó lại rớt lên ở chỗ kia, và không giải quyết được nó cả. Và như vậy thì chúng ta sẽ
tốn nhiều tiền của hơn nữa cho việc chống tham nhũng mà kết quả thì sẽ không được như mong muốn. Tôi, nó là một cái bế tắc không hồi kết. Tôi muốn thưa với anh như thế này này. Anh rất là ngạc nhiên hôm qua tôi tôi gọi với anh, nhưng mà anh có thể anh chưa biết đó là có một viên chức rất là cao cấp cho tôi tên của anh và nói chuyện với ông Lê Trọng Hùng này đi. Và tôi cũng vui nữa là anh là một nhà làm truyền thông, anh làm đài truyền hình. Và hôm nay chúng tôi đưa anh đi toàn cầu, có thể anh làm ở trong nước, anh không đưa đi xa được như chúng tôi đang làm cái chuyện, chúng tôi đang nói chuyện với anh đâu, anh Lê Trọng Hùng. Trong phần mở đầu ngày hôm nay tôi có nhắc đến hai cái biến cố, một biến cố ở bên Hoa Kỳ này, cách đây 19 năm đó là khủng bố đánh vào hai tòa cao ốc thưa trung tâm thương mại, trung tâm quyền lực của Hoa Kỳ, tiền bạc của Hoa Kỳ. 3.000 người chết, 6.000 người thương, 19 năm sau cho đến ngày hôm nay lúc tôi nói với anh, tôi vẫn xúc động trong cái phần đầu mở đầu chương trình này. Và cách đây như bên anh biết, 9 tháng, Cộng sản với cảnh sát cơ động và công an đã vào nhà ông Lê Đình Kình giết ông này đi. Và cái câu chuyện ngày hôm nay tôi không nói chuyện về 19 năm trước của bên Hoa Kỳ đâu, nhưng chúng tôi nói chuyện 9 tháng trước tại Việt Nam, Đồng Tâm. Anh biết gì về vụ Đồng Tâm, anh biết gì về ông Lê Đình Kình, và anh biết gì về phiên tòa cách đây 1-2-3 ngày thưa anh Lê Trọng Hùng? Vâng, những gì tôi biết về Đồng Tâm thì cũng là những gì mà những người có lương tri trên lương tri nhưng mà biết tiếng Việt, là có nghĩa là có thể coi là người Việt, thì cũng biết cả, nó đều có ở trên mạng Internet. Vì bây giờ chúng ta đã bước vào một cái kỷ nguyên mới, là chúng ta có thêm một không gian nữa để sống, đó chính là không gian điện não. Nên là nếu chúng ta có quan tâm và chúng ta có cái phương tiện là cái ngôn ngữ phù hợp, chúng ta sẽ thu lượm được cái thông tin cần thiết tương ứng. Thì thưa anh, là về Đồng Tâm thì tôi phải nói rằng là tôi cũng rất quan tâm và tôi cũng rất bức xúc về vấn đề Đồng Tâm, bởi vì vấn đề Đồng Tâm nó liên quan đến một cái vấn đề rất nghiêm trọng của chúng ta, của dân tộc Việt Nam, của người Việt trong nước, các công dân Việt Nam. Đó là một cái vụ án vi hiến nghiêm trọng và lực lượng các cơ động của thành phố Hà Nội đã tấn công vào một nhà của công dân vào lúc nửa đêm mà không rơi vào bất kỳ một trường hợp nào được phép. Trong cái phiên tòa vừa rồi thì có lộ ra một cái văn bản có tên là kế hoạch 419A PV1 trên KH trên PV1 gạch ngang PV1, gạch ngang PV2 và gạch ngang PM AMP. Thì cái mã số là 419 A, nó có nghĩa chúng ta phải hiểu rằng là đó là một cái kế hoạch A được lập vào tháng 4 năm 2019. Có nghĩa là nó còn kế hoạch 419B, 419C hoặc thậm chí 419D, 9E, 9F gì nữa. Nhưng trong quá trình lựa chọn cái triển khai cái kế hoạch đàn áp để tấn công vào Trung Tâm thì ông Nguyễn Đức Chung và ông Tô Lâm đã, hoặc là những người có quyền hạn và có nhiệm vụ trong cái việc phê duyệt kế hoạch này, các kế hoạch để xử lý cái vấn đề Đồng Tâm, họ đã lựa chọn kế hoạch 419A, có nghĩa là cái kế hoạch mà mạnh mẽ nhất, nặng nề nhất, quyết liệt nhất. Đó chính là cái văn bản. Chúng tôi đánh giá rằng đây, theo cái chủ nghĩa hợp hiến, theo hiến pháp mà tôi đã đang phổ biến, thì tôi cho rằng đây là một văn bản vi hiến nghiêm trọng. Tuy nhiên hiện cho đến giờ phút này chúng tôi chỉ biết được cái tên của cái văn bản này là kế hoạch 419A, chứ chưa biết nội dung bên trong nó là như thế nào, chưa biết là ai ký, ai lập lên và ai ký. Theo thông lệ chúng tôi phân tích thì có thể người lập lên nên đó là ông giám đốc công an thành phố Hà Nội, là ông Tần Khương, và người chung tay và phê duyệt trước khi trình lên Bộ Công an đương nhiên là ông chủ tịch thành phố là Nguyễn Đức Chung. Thì ông Khương đã nghỉ hưu 6 tháng sau đó, và ông Trung thì đang bị bắt giam.
Thì nói về cái kế hoạch đó thì chúng tôi đang mong chờ, báo chí chúng tôi đang mong chờ là nhà nước sẽ công khai ra kế hoạch này, bởi vì kế hoạch này không nằm trong diện mật. Nó không nằm trong diện mật, nó là quan hệ dân sự. Và cùng lắm nó là quan hệ hình sự, chứ mà nó không thuộc quan hệ là an ninh quốc gia nên nó không thuộc diện mật. Và nó buộc phải được hóa cho công dân, cho quốc dân cũng như là cho báo chí, cho truyền thông được biết để chúng ta cùng sòng phẳng, cùng tinh tạch với nhau là cái kế hoạch này có vi hiến hay không, có thực sự vi hiến hay không. Cái kế hoạch này có, trong kế hoạch này có thực sự đưa ra cái kịch bản là phải tấn công vào nhà cụ Kình và bắn chết cụ Kình trên, trong cái bắn chết cụ Kình hay không, hay là những viên chức, nhân viên cộng lực nhà nước đã lạm quyền trong khi triển khai cái kế hoạch này mà bắn chết cụ. Thế thì để rõ ràng được điều đó thì phải trưng ra được, phải bạch hóa được cái kế hoạch 419A. Vâng, thì tôi đánh giá vấn đề về đồng tâm là như vậy, và tôi nghĩ rằng kế hoạch 419A này là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần phải đưa ra bàn cãi. Và chúng tôi cũng đang đặt câu hỏi cho các đại biểu, cho 500 đại biểu quốc hội, rằng các đại biểu quốc hội có biết rằng kế hoạch 419A này có hợp hiến hay không, có tuân thủ pháp luật hay không. Và nếu các vị là vị sĩ và đại biểu quốc hội làm nhiệm vụ đó, làm nhiệm vụ giám sát các hoạt động của cơ quan hành pháp mà không biết điều đó thì liệu họ có xứng đáng hay không. Và chúng tôi nghi ngờ cái tính chính danh của các đại biểu quốc hội, và đó là một trong những nguyên nhân mà tôi phải càng phải mạnh mẽ hơn trong cái quá trình lấn ra tranh cử, và phải chi thật nhiều nguồn, phải tìm kiếm thật nhiều nguồn lực để vận động tranh cử để mình được bước vào trong quốc hội, ngồi trong cái ghế của quốc hội để chính thức lật mở những cái kế hoạch này ra để kiểm tra giám sát xem nó có thực sự là hợp hiến hay không, hay nó là vi hiến, để trả lại công bằng cho công dân nơi Đình Kình, cho người dân đồng tâm, và cũng để thúc đẩy một nhà nước pháp quyền, thúc đẩy sự thượng tôn hiến pháp và pháp luật. Vâng ạ, xin cảm ơn anh. Thưa anh Lê Trọng Hùng, trong phần nhập đề luân khởi của tôi có nhắc đến tháng 9 năm 1945 cướp chính quyền. Và sau khi chiếm cướp chính quyền để mấy năm sau Hồ Chí Minh đã ra lệnh giết bà Cát Hành Long, Nguyễn Thị Năm, người đã nuôi Đảng Cộng sản từ trong trứng nước. Tháng 9 năm 2020, sau năm 1975 cướp miền Nam, Đảng Cộng sản có công gì không? Nó chẳng có công gì cả. Những người cựu chiến binh, có thể là bố anh, cha anh, anh em nhà anh, là những người sẽ dọc Trường Sơn cho Đảng Cộng sản nó vinh quang vào ngày hôm nay, và nó quay lại nó giết người Việt Nam ngày 9 tháng 1 năm 2020. Tôi xin lỗi rằng là vấn đề lịch sử đó có lẽ chúng ta nên để dành cho các sử gia phán xét. Tôi đang thưa với anh như vậy đấy. Tôi không đi vào chi tiết về cái chuyện là 40 năm đâu, nhưng mà tôi đang đi chi tiết vào với anh như thế này. Anh nói sẽ có một ngày nào đó mong nó sẽ ra ánh sáng cái tối mật 419A. Hôm qua trong cái Facebook của ông tiến sĩ Nguyễn Quang Nga có nói là có cách đây, anh vừa mới nói tháng 4 gì đó, cái mục đích của cái cuộc tấn công này họ đã tập dượt lâu rồi, và có một người trẻ, có thể bằng tuổi anh, có thể trẻ hơn anh, đã quay được cái phim này, và ngày hôm nay cái người đó không còn thấy ở thành phố Hà Nội nữa. Anh mong muốn cái điều đó ngay cả trong phiên tòa ngày hôm qua tôi đọc được, tôi biết được, và những người bạn của tôi ở trong luật sư đoàn đó, Hà Quý Sơn, ông Mạnh Tuấn, Đặng Văn Mạnh đều có yêu cầu tòa trưng cái tối mật 419A. Nhưng người ta đã gạt đi, và ông trưởng phiên tòa, ông mới đứng đi ra, ông ra khỏi để cho người khác làm việc. Cái điều tôi đều suy nghĩ là, và cái điều đọc của tôi như vậy nó có đúng hay không, thưa anh Lê Trọng Hùng? Vâng, tôi xin lỗi anh, là tôi chưa hiểu rõ câu hỏi vừa rồi. Câu hỏi của tôi muốn nêu rõ vấn đề với anh là anh mong sẽ có một ngày hay đảng nó sẽ đưa cái bản biên bản tối mật gì đó, tôi cũng chẳng biết nó gọi là cái gì, nhưng mà có con số là 419A. Kế hoạch 419A. Kế hoạch tối mật 419A. Có thể hiểu là kế hoạch này được đặt ra vào tháng 4 năm 2019. Có nghĩa là trước khi tấn công vào Lê Đình Kình 8 tháng.
họ đã tập thì cái kế hoạch để có thể nó đã có trước ngày bùa ngày tháng 4/2/19 này, thưa anh Lê Trọng Hùng. Và quân đội cũng như cơ động công an nó đã tập từ tháng 4 cho tới bây giờ cơ mà, cho tới tháng 4 tới tháng 4 không phải tới bây giờ tới tháng 1 ngày theo cái quy cách đánh số, xét cái cách đánh số của con thì nó có thể đi qua đến ngày tháng, và cái con số 4 gợi ý cho tôi rằng là đó là tháng 4, và con số 19 gợi ý tôi là nó là tuổi năm lập cái bản kế hoạch đó, cũng như là cái bản kế hoạch đó có thể sẽ được lập hoặc là được phê duyệt vào tháng 4 năm 2019. Và chính vì vậy nó có mã số là 419, và nó chỉ là một trong những kế hoạch được lập nên thôi, nên là nó được đánh số là A, có nghĩa là có thể sẽ có kế hoạch B, kế hoạch C và kế hoạch D. Và tất cả những kế hoạch này sau khi đã xảy ra với người dân mà nó đã để lại một cái hậu quả nghiêm trọng như thế này, về nguyên tắc thì Quốc hội có quyền yêu cầu Bộ Công an, yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan phải trình ra tất cả những kế hoạch này cho mình để ra soát tính hợp hiến hợp pháp của các cái văn bản, các kế hoạch này, thì đó mới là cơ quan, đó mới là cái cơ quan lập pháp, đó mới là cơ quan lập pháp, đó mới là Quốc hội, đó mới là nghị viện. Nhiệm vụ của họ là như vậy, nhiệm vụ của họ là lập pháp và giám sát các hoạt động hành pháp. Thế thì tôi mới đang nói là cái kế hoạch đó, mà cái văn bản đó là văn bản rất quan trọng, và cái văn bản đó nó sẽ bảo vệ được người dân đồng tâm hay là nó kết tội được người dân đồng tâm hay không, nó liên quan đến văn bản đó. Cái tính hợp pháp, hợp hiến của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam liên quan đến vụ đồng tâm nó sẽ liên quan đến văn bản đó, và văn bản đó không phải là văn bản mật, nó chỉ là văn bản hình sự chứ không phải là an ninh quốc gia, nên là nó phải được minh bạch. Và tôi đang nhắc đến cái vấn đề là cái văn bản đấy để mọi người hiểu rõ hơn cái mã số văn bản đó là như vậy. Tôi rất đồng ý với anh. Ngày hôm qua tôi nhắc lại là tại phiên tòa đó, ông luật sư Ngô Anh Tuấn và ông luật sư Hà Quý Sơn là người tôi đã mời lên chương trình này tuần trước, cách đây một tuần, thưa anh, nói về vụ đồng tâm. Nhưng mà tôi thấy anh cứ mong như vậy đi, mà tôi cũng mong như vậy đi. Nếu thực sự anh có nhắc nhiều đến vấn đề hiến pháp nhiều lắm, vì hiến pháp Việt Nam nó có cả một cái luật rừng, mà hiến pháp Việt Nam nó tất cả con người Việt Nam đều có những cái quyền nó đẹp như hiến pháp Việt Nam nếu được thực thi thưa anh. Nhưng tôi dạ xin vâng. Anh nói đi ạ, tôi xin lỗi anh. Dạ vâng. Tuy nhiên là hiến pháp thì về nguyên tắc thì nếu anh đang sống ở Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, ở Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ thì cách đây 233 năm, vào nhớ không nhầm thì nó vào đâu ngày 10, nó vào cái thời gian gần như ngày 17 tháng 9 thì phải. Thì khi các cái vị cha lập quốc họ hay là chính xác đó là cái ủy ban lập hiến của Hoa Kỳ đã ngồi lại với nhau và đã lập nên được cái bản hiến pháp thành văn đầu tiên cho nhân loại của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Và bản hiến pháp thành văn đầu tiên của nhân loại nó chính là đã chính thức hóa được hay là hiện thực hóa được cái chủ nghĩa hợp hiến mà tiết ra John Locke và sau đó là Rousseau đã đúc kết và xây dựng lên. Thế thì cái chủ nghĩa hợp hiến nó cực kỳ quan trọng, và chính vì sau đó, sau cái bản hiến pháp của nước Mỹ, nó đã lan rộng ra trên cả thế giới, và đến năm 1945 nó đã lập nên được Liên Hiệp Quốc. Và sau đó khoảng 20 năm và 15 năm thì đến thập niên 60 thì cái tác dụng của cái chủ nghĩa hợp hiến nó đã lan tỏa cái toàn thế giới, và nó đã giải phóng được các quốc gia và tạo ra một cái trào lưu độc lập, được trao cả độc lập cho quốc gia vào những năm 1960 đến 1970. Thế thì cái chủ nghĩa hợp hiến nó cực kỳ quan trọng như vậy. Tuy nhiên thì ở Việt Nam cũng được nhập khẩu chủ nghĩa hợp hiến đó từ năm 1945 cho đến bây giờ nó được 700 năm. Nhưng về nguyên tắc là sau khi lập xong bản hiến pháp thì ở phần gần cuối của bản hiến pháp, phần hiệu lực của hiến pháp, thì nó phải có một cơ quan để xử xử, để phán xử, để sòng phẳng với nhau giữa người dân và nhà nước. Bản hiến pháp là bản hợp đồng giữa người dân và nhà nước. Vậy thì nó phải có một cái cơ quan đứng ra để phân xử xem là tôi đúng, là quốc dân đúng, dân đúng hay là nhà nước đúng, và cái cơ quan đó là cơ quan gọi là tòa bảo án hiến pháp, này gọi là tòa bảo hiến, để bảo vệ hiến pháp, để thực thi, để hiến pháp được thực thi một cách nghiêm minh. Tuy vậy thì ở Việt Nam 75 năm từ khi lập hiến pháp năm 1946 là ngày
9 tháng 11 năm 1946 cho đến giờ được gần 75 năm, nhưng chỉ đến bây giờ trong các bản pháp được tu sửa, được tu chính sau này, cho đến tận bây giờ vẫn chưa có một điều nào nhắc đến tòa bảo hiến, nhắc đến tòa hiến pháp. Và chính vì vậy mà Việt Nam sau 75 năm có tính chất vẫn chưa dựng nên được tòa bảo hiến. Vì chưa có tòa bảo hiến nên các cơ quan công quyền rất ngang nhiên xâm phạm, dẫm đạp lên hiến pháp để thực thi. Và vấn đề ở đầu tâm chúng tôi đánh giá là đó là một hành vi vi phạm hiến pháp nghiêm trọng, nó vi phạm hàng loạt các điều trong hiến pháp, trong chương 2 của hiến pháp, đó là quyền của công dân. Thứ nhất cũng vi phạm điều 19 của hiến pháp, đó là quyền sống của công dân. Công dân không bị tước đi sinh mạng trái luật. Việc dân tâm và nhà công dân thì đình kình và bất chết công dân thì đình kình, lão công dân thì đình kình 84 tuổi là vi hiến, bởi vì đã tước đi tính mạng của công dân trái luật. Bởi vì luật pháp quy định rằng là công dân chỉ có tội khi mà có một bản án tuyên. Vậy thì công dân đình kình chưa bị tuyên án tử hình, vậy thì chưa thể thực thi cái án tử hình với công dân đình kình. Thứ hai là công dân đình kình không phạm tội quả tang, không bắt cóc, không cần, không buông lắm ma túy đang trong cái lúc vi phạm, gọi là bị bắt quả tang, nên là không thể tấn công vào nhà công dân đình kình. Như vậy thì vi phạm vào điều thứ nhất là điều 19. Điều tiếp theo là vi phạm vào điều 20 và nhiều điều nữa. Tôi thưa với nhà anh, nhà báo Lê Trọng Hùng như thế này này. Anh có nhắc đến hiến pháp Hoa Kỳ, thực sự thì ở nơi anh ở có một thời, chắc anh đã là em bé quàng khăn đỏ đã học rồi. Nhưng mà tôi thưa với anh, người ta bảo là ở trong các anh ấy, các anh phải học là tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh, học tập thế này thế kia đấy. Hồ Chí Minh ông không có tư tưởng gì đâu anh. Lao động vinh quang là của bên châu Âu chứ, ông lấy của ông châu Âu chứ. Lạt buộc người trồng người trồng cây trăm năm 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 ba năm gì đó là của lão tử bên Tàu chứ. Những cái đó anh để tôi nói hết ý của tôi, để anh muốn phản biện, anh cứ phản biện. Tôi nói với anh như thế này này, Hồ Chí Minh ông đâu có biết gì về cái bản tuyên ngôn độc lập đâu. Người Mỹ, người tình báo Mỹ đã cho ông cái copy đó để nói lên dân có quyền, dân thế này, dân thế kia. Anh cứ nói đến hiến pháp, tôi đồng ý với anh lắm cái chuyện hiến pháp. Hiến pháp ở bên Hoa Kỳ chúng tôi anh gọi là Liên Hợp Quốc. Đúng là điều như vậy là vì chúng tôi được đi bầu. Bên này chúng tôi hai đảng nó cũng đánh nhau như chó với mèo vậy, nhưng mà chúng tôi vẫn có quyền đi bầu để chọn hai con chó con mèo đánh nhau. Bên anh hoàn toàn không có. Làm sao anh nói đến cái chuyện bảo hiến lập hiến thế kia được anh? Họ có hiến pháp thì họ có thi hành hiến pháp, nhưng mà một cái điều quái gì nữa là anh có biết cái điều 4 hiến pháp không? Thưa anh Lê Trọng Hùng, anh biết điều 4 hiến pháp không? Vâng có thưa anh, mà tôi xin có một cái lời bình nữa là anh vừa ví cái đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ như chó và mèo, tôi thấy điều đó rất là thú vị. Nếu mà anh biết mình thì anh thấy như vậy. Anh đảng Cộng Hòa, tôi không bầu tôi cho một đảng nào cả, tôi bầu cho ứng cử viên là tốt. Tôi chỉ nói cái điều rất là căn bản, anh nhìn thấy cũng biết đó là ông Tổng thống Donald Trump này, ông làm cái nhiệm kỳ đầu 4 năm, thằng Đảng Dân Chủ nó không làm cái gì cả, mà nó chỉ đánh phá ông này thôi. Và bây giờ đang tiếp tục đánh phá hai bên, đúng là chó với mèo, nhưng mà thôi. Cái chuyện ở bên Hoa Kỳ chúng tôi không quan trọng, vì chúng tôi vẫn có dân chủ, chúng tôi vẫn được bầu, người dân bầu, chứ không phải là đảng cử dân bầu. Còn bên anh ấy là đảng cử đảng bầu. Anh là một trong những người trẻ tôi rất là quý mến, có những người thầy giáo trong hay những thầy cô trong nước tôi quý lắm. Anh có cái tâm tình tốt lắm, nhưng mà anh có được đi bầu đâu. Anh không biết là chưa chắc mai nó ra, mai mốt nó ra cho anh ra ứng cử. Không, tôi được cái bài đó là nè, là tôi có quyền đi bầu trong điều 27 của hiến pháp, là công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử đại biểu quốc hội, quyền nhân dân các cấp. Đấy. Thế thì tôi có quyền đi bầu và tôi cũng đi bầu cử khá nhiều lần, nhưng thực ra thì tôi toàn nhờ bố tôi hoặc là những người mà tôi đi bầu cử thôi, bởi vì tôi không có tạo lắm.
Nhưng mà đến năm 2016 là rồi thì tôi không bầu nhưng mà tôi không có quyền đi bầu. Và tôi lúc đó là tôi là bất hợp tác, và cách là tôi gạch cái thẻ cử tri và tôi tuyên bố là bầu cử này cũng chán tôi không bầu. Thế thì nói là không có là không hoàn toàn đúng. Vấn đề là nó có anh ạ, vấn đề là cái kết quả của nó như thế nào mới vấn đề. Cái khoảng của nó như thế nào, những người có tâm có tầm hiểu biết như anh ấy, nó không dám đưa một cái bao thơ cho anh cầm anh bỏ vào cái thùng phiếu đâu. Nhưng mà những tất cả những người xa xôi ấy, vùng sâu vùng xa đó, nó đưa cho một cái bao thơ, nó bảo một cái ông già như tôi chẳng hạn, một cái bà già như là bạn tôi chẳng hạn, ông cầm cái đó ông bỏ vào thùng phiếu đi, cái đó có phải là bầu không? Tôi thưa với nhà báo Lê Trọng Hùng như thế này này, Lê Đức Thọ, ông để tôi nói hết câu này rồi ông nói. Ông Lê Đức Thọ và ông Lê Đức Anh cũng nói là đảng là tao đây này, đảng là tao đây này. Anh có biết câu đó không? Tôi không quan tâm đến mấy cái tay bí thư nóng. Nhưng mà tổng bí thư mới bí thư, tôi cho là mấy tay nóng hơn không quan tâm. Bởi tôi quan tâm đến cái quyền công dân, và tôi quan tâm đến cái nhà nữa. Đúng là tôi quan tâm đến ông chủ tịch nước, tôi quan tâm đến ông thủ tướng và chủ tịch quốc hội và các đại biểu quốc hội. Tôi quan tâm đến cái ông tổng bí thư, tổng bí thư tôi quan tâm với ông, tôi cho là cái người tâm thái tôi quan tâm. Tôi như vậy nên là tôi có thể có biết, nhưng tôi cũng thực ra thì tôi cạp ra khỏi bộ não của mình thì nó khỏi tán phí đi không gian lưu trữ của mình. Bây giờ tôi hỏi anh như thế này này, chúng ta đi vào, chúng ta vẫn giữ cái chủ đề đồng tâm vậy. Những cái chuyện mà chúng tôi đưa đến đến là rước câu chuyện với anh thôi. Cái chiều sâu ấy, cái chiều lặng dưới cái tảng băng đồng tâm trên mặt ấy, cái chiều sâu là cái gì? Anh có biết cái điều đó không? Anh có suy nghĩ ra được cái điều đó không? Anh Lê Trọng Hùng. Điều này là một điều rất khó để tưởng tượng thưa anh. Chúng tôi không ra đến giờ phút này thì chúng tôi cũng chưa chắc chắn được là nó là cái gì. Chúng tôi chỉ có thể lượng, có thể là phát tán ra, nó có thể là thế này, nó có thể là thế kia. Đồng tâm nó là một cái sự lựa chọn bất đắc dĩ, là phải tạo ra một cái kiểu như là một quán ôn như hầu ngày xưa chẳng hạn, hay là gì đó. Thì chúng tôi đang vẫn phải chờ đợi vào cái bản kế hoạch 419A để xem cụ thể trong cái nội dung của nó như thế nào. Ở trong những cái nội dung là buộc phải tiêu diệt lão Lê Đình Kình, hay là cái đối tượng Lê Đình Kình gì đó theo cái ngôn từ của họ, thì lúc đó chúng tôi mới có thể đánh giá được cụ thể nó là như thế nào. Chứ còn chúng tôi có thể nhìn thấy một cái vấn đề đó là cái rõ thì nó chính là cái điều 53 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó chính là cái quyền cái đất đai là tài là sở hữu của toàn dân, nhưng lại do nhà nước đại diện quản lý. Và chính vì vậy họ không bao giờ cấp cái quyền sở hữu đất đai, mà họ chỉ cấp cái quyền cao nhất trong người dân, đó là quyền sở hữu đất đai. Và đó chính là cái căn nguyên sâu xa dẫn đến cái việc là nhà nước có sự toàn quyền đi thu hồi đất đai, mặc dù nó trái luật nhưng mà nó vẫn cứ làm, bởi vì có nhận rất là nhà là chủ đại diện chủ sở hữu, hoặc là đại diện chủ sở hữu của cái mảnh đất đó, nên là họ có quyền đưa ra quyết định sử dụng nó như thế nào, quyết định kích hoạt cái mảnh đất đó sử dụng vào mục đích gì, chứ người dân không có quyền. Đấy. Thì cái điều đó nó chính là cảm dẫn đến cái việc dân oan, ở việc là người dân bị mất đất, bị cướp đất, bị cưỡng chế trái luật ở trên cả nước rất là lớn. Đồng tâm chỉ là một vụ, còn rất nhiều các cái vụ như Thủ Thiêm, như là Bao Lộc Hưng, hay là Văn Giang vân vân đó, thì hay là Đồng Hoài, là Dương Nội chẳng hạn, thì tất cả những vấn đề đó nó đều liên quan đến điều 53 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì đây là một cái điều mà trong lần sửa đổi hiến pháp năm 2013, tôi chính là một trong những công dân đã vận động, đã lên tiếng là phải hủy bỏ điều 53 này cùng với 4 của Hiến pháp xưa nay. Nhưng tiếc là số người dân biết rằng đây là hai cái điều luật trái với các cái giá trị phổ quát của nhân loại, trái với lại các cái quyền cơ bản của công dân, của con người, trái với lại cái chủ nghĩa hợp biến. Thực sự thì không có người biết, chính vì số lượng người biết đến nó, biết đến sai trái của những điều luật này trong những cái điều này trong hiến pháp là rất ít.
nên là tôi phải trao tặng hiến pháp cho người dân để đọc, người ta suy ngẫm, để dần dần người ta có thể hiểu ra, và để trong lần sửa đổi hiến pháp tới, họ sẽ không phải hàng trăm người hoặc là 200-500 người yêu cầu có những điều này, mà nó phải đạt đến con số khoảng 1 triệu, khoảng 5-6 triệu, thậm chí là 50 triệu người yêu cầu bỏ điều này, thì lúc đó mới bỏ được những cái điều này ra khỏi hiến pháp đây. Thưa nhà báo Lê Trọng Hùng, thưa thầy giáo Lê Trọng Hùng, dầu rằng thầy đã mất dạy, tôi vẫn trọng các thầy lắm, là vì đối với ngay cả cá nhân tôi, không thầy đố mày làm lên, và khi nào nói chuyện với các thầy cô giáo tôi trọng, tôi quý lắm. Nhưng mà tôi thưa với ông như thế này, ông đã có một thời gian ông đứng ở đằng sau bảng Bùi Xuân, tôi có còn học đêm qua, tôi chuẩn bị chương trình với ông. Tôi đêm qua anh nói đi ạ. Tôi vẫn ông là nhà giáo, là thầy giáo, cả hai điều tôi muốn thưa với ông như thế này này. Tôi chắc chắn là tôi lớn tuổi hơn ông rồi, nhưng mà tôi vẫn còn nhớ ngày xưa tôi đi học là nhiễu điều phủ lấy giáo gươm, người trong một nước phải thương nhau cùng. Đảng dùng công an quân đội làm giáo gươm che chắn. Thành ra đêm hôm qua tôi mới suy nghĩ, tôi mới thưa với thầy cái câu, tôi xin phép tôi học tôi được đổi ra là nhiễu điều phải lấy giáo gươm, người trong một nước giết cho tới cùng. Là vì ngày xưa Tố Hữu nó đã nói giết cho Đảng Vinh Quang cơ mà. Tôi thưa cái đó là quan điểm cá nhân anh, tôi xin phép không bình. Rồi ông không cần phải theo cái ý của tôi làm gì, nhưng mà tôi thưa với thầy giáo Lê Trọng Anh như thế này này, cái vấn đề đồng tâm đó, việc vấn đề chiếm đất ở cánh đồng xanh hay vụ đồng tâm là vì tiền, nó không đúng đâu. Tranh chấp một miếng đất vài chục tỷ tiền đến phải cả một hệ thống chính trị vào cuộc như vậy thì mấy chục tỷ bạc không có giá gì đâu. Lợi ích kinh tế này, ông cứ nghe tôi phân tích đi, rồi ông phản biện lại. Lợi ích kinh tế mà đưa vào làm lợi chính trị thì nó cũng không đúng đâu. Vì nếu làm như vậy thì sẽ có nhiều người họ đi vào, họ học tập, họ để biết về hiến pháp như thầy đang nói. Những cái điều mà thầy nhìn thấy, thầy nghe thấy, cái dây điện nó nằm ở dưới cái hố đó, ba người không ăn chết, nó chưa có chảy ra, bình xăng nó cháy, nó lên tới 1000 độ C cơ mà. Ai đào cái hố dưới chân đảng, ai đào cái hố dưới ngai vàng của ông Tổng chủ, thầy có biết không? Thầy có suy nghĩ được điều này không? Nghĩa là... thì những người tấn công vào đồng tâm, những người quyết định tấn công vào đồng tâm, họ đào cái hố đó. thầy đi ngược lại lịch sử, có lẽ cái lịch sử tôi học nó lâu rồi. Tôi vẫn còn nhớ đã có quá nhiều bài học trong lịch sử với thập đạo tướng quân Lê Hoàn thời Đinh, phe cánh công thần của Lê Sát thời Lê. Thầy đọc lại sự tham mưu theo kiểu Trần Thủ Độ thời Lý, thời Hồ Quý Ly, thời Hậu Trần. Tham mưu riết, hỏi người này riết, hỏi công an, hỏi quân đội riết. Nó chỉ có lợi cho thái sư và tập quyền lực sau ông vua thôi. Ông vua phải nghe họ. Và bây giờ, thời Trần Thủ Độ, Trần Thủ Độ đã không lấy, không hại đến dân của mình, không động đến dân của mình. Còn bây giờ ấy, thì Trần Thủ Độ bây giờ ấy, nó đưa dân và vua đối nghịch với nhau. Ông có hiểu cái điều tôi muốn nói về đồng tâm không? Vâng, thưa các anh, vẫn đó, chúng tôi vẫn đang cố gắng tạo ra sức ép và yêu cầu phải đưa ra trưng ra được cái văn bản kế hoạch muốn thực hiện. Thứ năm là ai phê duyệt và ai trình lên, ai chịu trách nhiệm về vấn đề đó, thì lúc đó mới có thể đưa ra được kết luận sau cùng nó là như thế nào.
Chứ còn hiện nay thì chúng ta cũng chỉ là, tất cả cũng chỉ là những cái thuyết âm mưu, những cái lợi định của cá nhân mà thôi. Thì cái điều đó nó cả là một vấn đề rất lớn. Chúng tôi với tư cách là những nhà, là những người làm báo, thứ hai là những người nghiên cứu luật và phải nghiên cứu pháp và pháp luật, thì chúng tôi cũng phải bám sát vào những cái bằng chứng cụ thể. Chúng tôi cũng ở dưới chân thiên tử. Không, tôi thưa với nhà báo như thế này này. Những cái điều tôi nói với ông ấy, đó là cũng như điều suy nghĩ nó xảy ra thôi. Dùng quyền lực dưới vua để bức vua. Tức là dùng quyền lực quân đội công an để bức ông Nguyễn Phú Trọng. Và bây giờ bức dân và bức vua đối đầu với nhau. Hôm qua, cách đây 1-2-3 hôm gì đó. Cách đây tôi không nhớ đâu, tôi nhìn hình... ông Nguyễn Phú Trọng họp với quân đội trước cái ngày đại hội đảng 13. Mà tôi quên, tôi không hỏi, tôi không theo dõi, không biết là ông là ứng cử viên quốc hội, ông sẽ ra ứng cử và nó sẽ bầu vào ngày nào, thưa ứng cử viên Lê Trọng Hồng. Thưa anh, mà cho đến giờ phút này cũng chưa có một cái lịch đầy đủ rõ ràng về cái thời điểm bầu cử chính thức. Nhưng theo thông lệ thì nó sẽ diễn ra vào khoảng giữa tháng 5 năm 2021 này. Nếu mà người ta cho ông tiếp tục ứng cử, tôi sẽ mời ông lên để ông nói về sinh hoạt của ông Nguyễn Hiến Pháp. Nhưng mà tôi nói với ông như thế này này. Cách đây một thời gian ấy, một người rất có tầm có tài, giỏi đi học về, con nhà cộng sản nòi, con cháu các cụ, tiến sĩ Vân Quang A, ông nghe tiến sĩ Vân Quang A mà. Rồi ứng cử. Chúng tôi cũng có trao đổi với nhau. Nó không cho Nguyễn Quang A ứng cử. Ông cũng biết cô Nguyễn Thị Hạnh mà. Dạ vâng, cũng có. Cựu chiến binh, rất dễ thương, rất đẹp, rất có tiền. Ra ứng cử, nó cũng không cho ứng cử mà. Đấy là tại họ ra ứng cử, còn tôi khác, tôi đi ra tranh cử ạ. Tôi giành giật lấy nó, nó là quyền của tôi giành giật lấy nó, mang về cho tôi. cái việc tranh cử thì nó khác hoàn toàn với ứng cử. Nó chủ động hơn rất nhiều so với ứng cử. Và tôi tin chắc rằng với cái việc tranh cử của tôi thì nó sẽ tạo ra một cái trào lưu mới trong cái đời sống chính trị của người dân, trong sự trưởng thành của các công dân Việt Nam. Thưa anh. Thưa nhà, chúng ta không còn nhiều giờ đâu, nhưng mà tôi nhớ lại ông Hoàng Norodom Sihanouk ở bên xứ Campuchia. Ông nói một câu để đời cho ông ấy, đó là ở xứ Campuchia chúng tôi có 100 người thì có 99 thằng ngu. Ở Việt Nam quý vị có 100 người thì có 99 thằng khôn. Nhưng ở Campuchia chúng tôi thằng khôn lãnh đạo 99 thằng ngu, còn ở Việt Nam quý vị một thằng ngu lãnh đạo 99 thằng khôn. Trước kia từng bắt bao người, giờ đây ngồi đợi cha tay vào cổng, cái chuyện nó sẽ xảy ra, thưa ông. Chúng ta đã vào những giây phút chốt của chương trình Từ Cánh Đồng mấy ngày hôm nay. Tôi rất là vui được thư chuyện với nhà báo nhà giáo Lê Trọng Hùng. Ông có điều gì muốn nói về hiến pháp, tôi dành cho ông một đôi phút nữa trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa thầy Lê Trọng Hùng. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh, cảm ơn các bạn. Tôi vẫn tin rằng là hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội Việt Nam hôm nay có là bản hiện hành được sửa chữa vào năm 2000, được gọi là tu chính người Pháp, người Mỹ thì gọi là tu chính vào năm 2013. Nó là một bản hiến pháp khá đặc biệt so với các bản hiến pháp khác của Việt Nam. Hiến pháp này đã mang chủ nghĩa lập hiến quay trở lại. Trong khi đó, những bản hiến pháp từ năm 1946 là bản đầu tiên, cho đến bản hiến pháp được sửa đổi vào năm 1959 và bản tiếp theo là 1980 và bản 1992, thì cái chủ nghĩa lập hiến ở trong đó rất lu mờ và chỉ đơn giản rằng trong hiến pháp, trong những bản đó không ghi rõ ai là chủ thể của hiến pháp. Một điều rất tuyệt vời là trong bản hiến pháp 2013 này thì đã ghi rất rõ vào đó là người dân Việt Nam là chủ thể của hiến pháp, chủ thể của bản hợp đồng này, thì cũng có nghĩa là chủ thể của dân tộc này, của đất nước này. Đó chính là dấu hiệu đầu tiên của đó, là chính là cái điều quý giá nhất của bản hiến pháp 2013. Và chính vì lý do đó tôi mới trao tặng. Chứ còn nếu hiện nay cái bản hiến pháp này chưa có điều đó ở trong đó,
mà nó cũng như bản hiến pháp 1992 hoặc là 1980 thì tôi chắc chắn sẽ không có mặt mũi nào mà mang trao tặng cuốn hiến pháp này đến cho người dân và dám nói ra giao giảng cuốn hiến pháp này cho người dân Việt Nam cũng như là cho quý đồng bào sinh sống ở hải ngoại. Vâng, rất là cảm ơn quý đại. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn là trong thời gian không xa, có thể năm tới, sau khi tôi được cử đại biểu quốc hội thì chủ nghĩa hậu kiến sẽ từng sáng trong quê hương Việt Nam, và lúc đó chúng ta sẽ xây dựng được một nhà nước pháp quyền hợp hiến thực sự, và lúc đó trong mỗi một nhà dân đều có một bản hiến pháp, và đó chính là thanh bình nam dự thứ thượng phương bảo kiến, nó được sơn son chiếc vàng mà tôi đang trao tặng cho người dân, nó được sơn son chiếc vàng, và nó chính là thanh thượng phương bảo kiến để tỉnh Nam làm cho đất nước Nam được bình định, được yên ổn để mà phát triển. Điều nếu quan... tôi không được vào, mà tôi sẽ nói là nếu không được vào thì đáng tiếc rằng có lẽ phải 5 năm tiếp theo thì chúng ta sẽ mất sáng trên quê hương Việt Nam. Và lúc đó chúng ta Việt Nam mới có một quốc gia, một nhà nước hợp nhất thực sự, một cái quốc hội trưởng thành sự. Vâng, rất là cảm ơn anh ạ. Nếu theo hiến pháp như ông nói, tôi xin đề nghị với ông như thế này này, một cái điều rất là dễ, và ông có thể ông khai động dân trí những người trẻ như ông ấy. Ở hiến pháp nước Nga nó có điều 6 hiến pháp, và Việt Nam đã sao chép lại y chang đưa vào hiến pháp của mình điều 4 hiến pháp. Bỏ cái điều 4 hiến pháp đi. Thưa thầy giáo Lê Trọng Hùng, thưa nhà báo Lê Trọng Hùng, dù cuộc sống phục hồi nhanh chóng bên Hoa Kỳ này, chúng tôi sau 19 năm vụ khủng bố 9/11 đẫm máu, như tôi nói phần đầu, 3.000 người chết, ký ức về vụ tấn công còn rõ rệt trong tâm trí người Mỹ, trong tâm trí tôi. 19 năm nỗi đau chưa nguôi, thưa ông. Bên Việt Nam ông dù tòa án có dã man nhất của Đảng Cộng sản có xử như thế nào, thì vụ khủng bố người dân đồng tâm ngày 9/1/2020, vụ án này sẽ để nỗi đau muôn đời cho dân tộc Việt Nam, và cái quan tài đồng tâm nó đang mở. Đừng dùng quyền lực dưới vua để bức vua, và đừng dùng quyền lực bức dân bức vua để đối đầu nhau, và người khổ nhất sẽ là dân tộc Việt Nam. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cánh, chúng tôi cảm ơn nhà báo Lê Trọng Hùng, thầy giáo Lê Trọng Hùng đã đến với chương trình này rất là đặc biệt trong thời gian rất là ngắn. Chúng ta có nhiều điều chúng ta cần tâm tình với nhau hơn nữa, và tôi sẽ gửi những cái bài tôi biết về đồng tâm cho ông. Cầu mong mọi điều hạnh phúc và sức khỏe với ông. Ông còn rất trẻ thưa ông. Mong ông tranh cử, và nếu khi năm nào ngày nào ông tranh cử, tôi sẽ mời ông lên mây lại để tôi tranh cử cho ông. Chúng tôi không quên là cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm An, anh Việt Hải, Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà báo, thầy giáo Lê Trọng Hùng. Xin chào tạm biệt quý vị. Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo Lê Trọng Hùng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
công nuôi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đoà đầy, yêu không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời biển xanh hàng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng, yêu công khó cùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà, anh ra đi chưa quên bọn trời, anh ra đi mang theo tình người. Một đường mới hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đoà đầy, khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui. Yeah.